vui được quay trở lại cùng với quý vị trong chương trình Lắng Nghe Hạnh Phúc, được phát sóng mỗi ngày trên kênh HTV9 vào lúc 7 giờ 15 phút sáng. Quý vị thân mến, bất kỳ ai trong chúng ta đều mong muốn có một tình yêu thật đẹp trong đời. Thế nhưng điều này sẽ khó khăn gấp vạn lần đối với trường hợp là những em gái, những cô gái đã từng có những tổn thương trong quá khứ đầy ám ảnh và sợ hãi. Những tổn thương ấy là gì? Và làm cách nào để có thể vượt qua những tổn thương? Thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu thông qua buổi trò chuyện ngày hôm nay với Thạc sĩ Nguyễn Thị Tâm đến từ Trung tâm Đánh giá và Can thiệp Tâm lý Hùng Việt. Chào chị ạ. Xin chào Thảo Ly và xin chào quý vị khán giả đang xem chương trình Lắng Nghe Hạnh Phúc. Và ngay bây giờ Thảo Ly xin mời quý vị cùng đến với đoạn tiểu phẩm sau. Phát hiện nha, phát hiện nha. Lên Facebook của em Nhi rồi like hình, comment đồ, chia sẻ hình của Nhi đồ nữa. Mê Nhi đúng không? Đâu có. Tôi để ý nha, ông là ông thích Nhi lắm đúng không? Tao thích người ta thì cứ nói cái gì tôi giúp đỡ cho, cái công ty cái chuyện gì mà tôi không biết chứ. Tôi thích Nhi. Tôi thấy Nhi khó gần quá. Khó lắm phải không? Giờ sao ông muốn làm sao đây? Làm cách nào cho tôi làm giống như là ngỏ lời nói thích Nhi được không? Tôi có cách. Cách gì? Bắc thang lên hỏi ông trời, trọng thương Nhi quá biết làm gì đây. Giờ sao? Ông trời ông bảo tào lao tao còn gầm không được huống chỉ là mày. Nói chung không có được đâu, Nhi nó khó tính lắm. Khó tính lắm à? Nó khó tính lắm. Chết rồi, giờ sao? Tôi lỡ thương quá không? Thương cái gì? Bây giờ Nhi nó kỳ lắm. Mỗi lần gặp đàn ông là tránh xa 3 mét. Đàn ông trong công ty là không bao giờ tiếp cận được với Nhi hết. Nếu theo những gì mà Tuấn nói, hình như trọng thấy Nhi bị lét đúng không? Lét cái gì? Đồng tính nữ á. Đấy, không có, cái này là không phải, cái này là tưởng dĩ vãng đau buồn của cô ấy. Là cái chuyện này một mình tôi biết thôi nha. Kể tôi nghe đi, Giờ tôi nghe. Không có ai hết á. Tôi nói với ông là ông hứa là không giờ kể cho ai nghe chưa? Thầy. Ngày xưa đó. Sao? Nhi bị lạm dụng. Tôi nói cái quá khứ đau buồn ám ảnh Nhi, chính vậy Nhi hận đàn ông, Nhi thù đàn ông. Tôi học chung với Nhi. Tôi nói đồn ầm trong trường luôn. Cái hả, nhà Nhi mới bỏ làng đi mãi không về. Cái mỗi chiều bên sông không còn Nhi đi học nữa. Nói chung bị tâm lý hoảng loạn. Bây giờ Nhi gặp đàn ông là Nhi sợ lắm. Nghe tôi nói đó, tôi cảm thấy thương Nhi nhiều hơn. Mà giờ làm sao tiếp cận Nhi bây giờ? Chỉ tôi đi. Ông yên tâm đi. Tôi đã biết ông thích Nhi từ lâu rồi. Ngày hôm nay tôi hẹn Nhi ra bàn công việc. Chút nữa Nhi mà ra đây á, ông hãy hổ lộ tình cảm của mình đối với Nhi nha không? Hẹn ngay luôn rồi hả? Yên tâm đi, tôi nói trơn rồi nha không? Cố gắng đi. Nhi, ngồi đây nè. Không, anh thả đi, tôi ngồi vậy là quen rồi. Có chuyện gì mà hẹn tôi ra đây vậy? Nhi ơi, tại hẹn Nhi ra bàn công việc á, mà tự nhiên giờ tự nhiên mẹ anh bị bệnh. Mẹ anh bị bệnh mà anh giờ phải chở mẹ về đi cấp cứu liền luôn. Tôi về nha. Không. Bây giờ 10 phút nữa anh quay lại. Xin lỗi. 10 phút nữa anh quay lại nói chuyện với bạn anh nha Nhi. Nha. Cố lên. Dạ. Tôi tin. Anh ơi. Anh nói là ngồi đây nói chuyện gì? Anh có chuyện muốn nói với tôi hả? Đúng rồi. Có chuyện gì nói lẹ thôi, tôi còn phải đi nữa. Anh mới phát hiện là kế bên công ty mình có một quán phở ngon lắm, anh muốn mời Nhi với lại Tuấn đi ăn phở. Anh đi, tôi muốn ăn thì ăn đi, tôi no rồi, không muốn ăn. Tôi nghe Nhi là thích ăn bánh canh cua lắm. Hai chiều nay tôi hẹn Tuấn với Nhi đi ăn bánh canh cua. Tôi không có đói, không có nhu cầu ăn. Bởi vì anh làm ơn anh tôn trọng cái ý kiến riêng của tôi đi được không? Tôi mà sao anh cấp áp uống hoài vậy? Có chuyện gì thì nói lẹ luôn, tôi không có thời gian đâu. Chuyện là vậy nè. Anh làm cái gì vậy? Ngồi xuống bên kia đi. Ngồi xuống bên kia. Cái đó chỉ là phản xạ của tôi đó. Không sao đâu. Thôi Nhi ngồi đó đi. Tôi ngồi đây được rồi. Thôi tôi ngồi đây cũng được. Anh có gì anh nói đi. Thật ra là tôi có chuyện này muốn nói với Nhi. Nhưng mà tại vì tôi... Thì anh cứ nói đi. Bây giờ tôi đang nghe nè. Tôi thích Nhi. Anh nghiêm túc chút xíu được không? Tự nhiên anh nói thích tôi. Anh đâu có biết anh gì vậy tôi. Nghiêm túc. Thật sự từ lúc mới vô công ty tới giờ á, anh lúc nào cũng để ý tới em đó. Nhưng mà anh đâu có biết gì về tôi đâu. Biết hết đó. Anh biết gì? Biết hết chuyện Nhi. Những chuyện xảy ra trong quá khứ của Nhi khiến cho Nhi phải bỏ nhà đi, khiến cho gia đình Nhi phải chuyển đi nơi khác. Anh biết hết đó. Bây giờ tôi, chuyện đó đã qua rồi. Bây giờ tôi cũng không biết làm sao nữa. Tôi chỉ muốn là cố gắng vượt qua nó thôi. Bây giờ
anh cũng đừng có nói thích tôi, đừng có nói yêu tôi. Hôm nay á là anh muốn nhờ anh Tuấn hẹn em ra đây là để muốn nói với em một chuyện, là anh tìm được một bác sĩ tâm lý, bác sĩ đó sẽ giúp em vượt qua hết khỏi mọi chuyện. Tôi không có bị điên mất bớt, tôi phải đi gặp bác sĩ. Nhưng mà đây là bác sĩ tâm lý rất là tốt cho cái tình trạng của em bây giờ, bởi vì anh rất là thương em. Anh thôi đi, anh đừng có nói thương tôi. Tôi không có muốn thương ai, tôi không muốn thương ai bây giờ đó. Tôi chỉ muốn quên chuyện cũ thôi. Còn anh nữa, anh đừng có cố chấp nữa được không? Tôi đã nói là cái chuyện này là chuyện của tôi, anh là đồng nghiệp của tôi thì anh làm ơn anh giữ khoảng cách giùm tôi một cái. Bởi vì tôi đã đồng ý ngồi đây với anh rồi thì anh phải đồng ý là phải giữ khoảng cách với tôi, anh hiểu chưa? Anh mà như vậy nữa là tôi đi liền đó. Nhưng mà bởi vì anh thương em mà Nhi. Trời ơi, tôi nói anh không có hiểu hả? Thương cái gì mà thương bây giờ? Bây giờ là tôi không, coi như là bây giờ tôi chưa nghe gì hết, coi như từ nãy tới giờ á là tôi không biết gì hết, là hiểu không? Tôi chưa nghe, tôi chưa thấy gì hết và cũng chưa có chuyện gì xảy ra ngày hôm nay hết. Và anh nữa, anh đừng bao giờ nhắc lại chuyện này. Nếu mà anh nhắc lại nữa, tôi sẽ bỏ công ty tôi đi đó. Nhi. Nhưng mà anh thương em mà Nhi. Thưa thạc sĩ, trong tiểu phẩm vừa rồi, Thảo Ly thấy là cô gái rất là hoảng sợ khi tiếp cận một người khác giới, và đặc biệt là cô ấy hầu như là cách ly và cô lập mình trong tất cả các mối quan hệ mà đối với người khác giới. Theo thạc sĩ, về mặt tâm lý thì giải thích như thế nào ạ? Đây là một cái trường hợp, một cái tình trạng mà các cô em gái nữ đã có trong quá khứ tuổi thơ, hoặc là trong cái quá khứ tuổi thanh niên của mình bị xâm hại tình dục. Thì nếu như mà các em bị xâm hại tình dục như vậy thì các em rất là có một cái phản ứng rất là mạnh mẽ, rất là mãnh liệt với những cái sự gần gũi về khác giới, bởi vì cái ám ảnh sợ hãi đó nó nằm ở trong cái tiềm thức của các em, nó đi vào trong cái ký ức và nó làm cho các em luôn luôn cảm thấy bất an khi mà đối diện với một cái tình huống là một người khác giới ở gần mình. Thì cái hành động mà như trong cái tiểu phẩm thì chúng ta cũng sẽ có thể hiểu được là cô gái này là một trong những nạn nhân đã từng bị xâm hại tình dục, cho nên là rất là bị ám ảnh và rất là sợ hãi. Họ luôn luôn cảm thấy hoảng sợ khi có một cái người khác giới đến gần, bởi vì họ nghĩ rằng là họ nhớ lại những cái ký ức xấu đó và họ cảm thấy rất là bất an, không có cảm thấy an toàn khi gần gũi những người đàn ông khác, dù bất kể là người đàn ông nào. Dạ, rất là đáng thương. Và thưa thạc sĩ, thì những bé gái bị xâm hại lúc nhỏ sẽ bị ảnh hưởng về tâm lý như thế nào đến khi trưởng thành ạ? Sẽ có một cuộc đời rất là bi đát. Đa số các em không có một cuộc sống hạnh phúc, một cuộc sống bình thường, bởi vì cái vết thương mà của giống như là một cái bị xâm hại tình dục á, thì nó như là một cái sang chấn tâm lý mà nó rất là nặng, và nó sẽ trở thành một cái ám ảnh. Cái quá khứ đó nó ám ảnh đến mức là các em sẽ bị rối loạn cảm xúc và hành vi, hoặc là các em sẽ bị ám sợ, ám ảnh và sợ hãi. Thì trong tâm lý gọi có một cái từ chung là ám sợ. Thì cái sự hoảng loạn mà khủng khiếp trong lúc mà bị xâm hại tình dục nó sẽ đi vào cái tiềm thức các em, bởi vì nó là một cái dấu ấn, như một ấn tượng rất xấu, một cự độ kích thích rất mạnh về cảm xúc, thì làm bị sang chấn tâm lý. Và cái sang chấn đó nó đi theo trong suốt cái hành trình cuộc đời của các em. Và khi nào mà có một cái chuyện gì đó, một cái dấu hiệu gì đó gợi lại cái chuyện đó, thì các em đều cảm thấy co rúm lại, biểu hiện rất là sợ hãi và cảm thấy cái phải phòng vệ, phải bảo vệ mình bằng cách là phải rút lui và phải làm sao để không dựng lên những cái hàng rào phòng vệ để cho những người nam không có được tới gần vô cái vùng an toàn của mình. Cảm thấy như vậy thì mới cảm thấy an toàn. Thì đó là cái điều đầu tiên. Nhưng cái điều thứ hai mà mình muốn chia sẻ với Thảo Ly là các em gái mà bị xâm hại tình dục thì thường không có hạnh phúc, là bởi vì ngoài cái chuyện sợ hãi và ngăn cấm người khác giới đến gần mình á, thì có khi nào mà có em nào vượt qua được cái đó mà đợi trong đời sống hôn nhân, thì đó là những em gái rất là dễ bị sa vào lãnh cảm trong tình dục. Và ngoài cái chuyện lãnh cảm thì rất là sợ tình dục, né tránh tình dục, không có một cái cảm xúc gì trong tình dục. Thì đó là cái điều bi kịch thứ hai. Và cái điều lớn hơn nữa, quan trọng hơn nữa, đó là cái vấn đề tâm lý cá nhân. Em cảm thấy luôn luôn tự cho rằng mình là một người không có giá trị nữa, không có còn giá trị nữa, mình là một người không có trong sạch nữa. Ta cứ cảm thấy như là một cái mặc cảm tội lỗi, một cái cảm giác như là một cái nỗi nhục, một cái nỗi nhơ nhút ở bên trong, nó làm cho em nghĩ rằng em là một người không trong sạch. Thì những cái mình có rất là nhiều cái kinh nghiệm trong cái việc chia sẻ với các em gái mà bị lạm dụng tình dục, thì em luôn nói rằng là em chỉ sợ là những người đàn ông họ không chấp nhận em vì em là một người không trong sạch. Cứ luôn nói như là mình một người dơ bẩn vậy đó.
Và đó là một cái mặc cảm tội lỗi, một mặc cảm không có giá trị, làm cho mình thấy rất là đáng thương. Em ấy hoàn toàn mất tự tin về chính cái giá trị và nhân phẩm con người của mình khi mà đã thành một nạn nhân của xâm hại tình dục. Với kinh nghiệm của chị thì theo ý chị là các bạn gái cần phải vượt qua về mặt tâm lý như thế nào ạ? Trừ khi là một những cái nhân vật đặc biệt và có một cái sức mạnh ở bên trong dữ dội mà có thể bật ngược lại hoàn cảnh. Nhưng mà cái tỷ lệ đó cũng rất là thấp. Và các em gái mà là nạn nhân của xâm hại tình dục thì phải đi điều trị tâm lý. Bởi vì cái sang chấn tâm lý như mình nói đó, nó quá nặng nề đi. Và nó trở thành một cái nỗi ám sợ, thì nó là một chứng bệnh trong tâm lý để phải cần được trị liệu. Mình phải bóc tách và mình phải đánh sập hết tất cả những cái cảm xúc tiêu cực mà làm cho em thành bị sang chấn và thành một cái ký ức rất xấu như vậy. Mình phải làm cho em bóc tách nó ra khỏi cái trong cái tiềm thức của mình. Xong thì các em mới trở nên lành mạnh và có thể cân bằng và bớt sợ hãi. Và có thể dám đến gần những người khác giới, dám tiếp xúc và dám thả lỏng mình để mà không có dựng lên những cái cơ chế phòng vệ cho bản thân nữa, thì may ra mới có cơ hội để cảm nhận được cái cuộc sống hạnh phúc. Thưa chị, thì trong tiểu phẩm vừa rồi Thảo Ly thấy là chàng trai này rất là yêu thương cô gái, phải làm như thế nào để có thể tiếp cận cô gái và bày tỏ được tình cảm của mình? Mình nghĩ rằng tất cả mọi thứ nó bắt đầu từ nhận thức. Thì nếu như mà muốn gây dựng một cái tình yêu hay một cái xúc cảm cho cô gái, hay là cái niềm tin cho cô gái đối với một người khác giới, thì người con trai này có thể ngồi xuống nói chuyện với cô gái, phân tích cho cô ấy hiểu là thật ra là tất cả những cái quá khứ đó anh đã biết hết, và em chỉ là một nạn nhân của một cái, nó như là một cái tai nạn thôi. Nó không phải thành một cái vấn đề mà em phải nâng thành quan điểm như là về giá trị, nhân phẩm hay mặc cảm tội lỗi gì cả. Bởi vì em chỉ là nạn nhân, em không có tội gì trong chuyện này. Và anh hoàn toàn có thể bao dung, có thể cưu mang được cái chuyện này. Anh có thể bỏ qua được cái chuyện này và anh yêu em vì chính cái con người em hiện tại, vì chính những cái giá trị của em đang có. Chứ không phải vì những cái vết thương trong quá khứ. Cho nên là anh hoàn toàn có thể yêu em và giúp em có được một cái đời sống hạnh phúc, và anh có thể mang đến tụi mình sẽ có một cơ may để xây dựng hạnh phúc, hơn là em cứ nghĩ về quá khứ và co cụm người mình lại. Thì đó là cái điều em phải từ chối đi, cái hạnh phúc của đời mình. Thì đó là một cái điều về nhận thức là không có đúng đắn, và em đang nghĩ lệch lạc về cuộc đời, về hôn nhân, về tình yêu, về người giới tính khác. Một người có thể xâm hại tình dục ở em không có nghĩa là đại diện cho toàn thể giới nam. Anh có thể là một người khác, người đó không có thể làm tổn thương em nữa mà có thể mang đến hạnh phúc cho em. Cho nên là em cần được giúp đỡ, và chính tình yêu của anh và sự chân thành của anh sẽ chứng minh cho em thấy rằng là không phải tất cả đàn ông đều có thể làm tổn thương em như vậy. Vâng, thưa thạc sĩ, chúng ta đã hình dung được những cái khó khăn và có thể nói là những đớn đau của cô gái mà gặp phải trong tiểu phẩm vừa rồi. Vậy thì phải làm như thế nào để gia đình có thể là hạn chế, và đặc biệt là không để cái tình trạng nó xảy ra, những cái ám ảnh trong quá khứ? Cảm ơn Thảo Ly, một câu hỏi rất hay. Có một cái vấn đề thuộc về quan điểm và nhận thức của mình đó. Thì thường khi mà mình, những gia đình nào mà có con gái mà bị rơi vào cái tình huống đó, thì luôn luôn có một cái suy nghĩ đây là một cái điều rất là xấu xa, không xấu hổ, rất là mất danh dự, rất là xấu hổ như em nói, nên là không có được nói ra cho ai biết và phải giấu nhẹ nó đi, thậm chí biết cả cái người xâm hại đã tình dục luôn thì cũng không làm gì, cũng không có một cái biện pháp gì để ngăn cản hay trừng phạt hay là nói chuyện gì, mà lại cứ im lặng. Và chính cái sự im lặng đó làm cho rất nhiều những cái cô gái khác là trở thành nạn nhân của xâm hại tình dục nữa. Và điều này nhân đây mình muốn nói lên một điều là các bậc làm cha làm mẹ không nên có cái thái độ và cái nghĩ như vậy. Thật ra là mình không có việc gì phải xấu hổ trong cái chuyện đó hết. Mình là nạn nhân, đây là cũng như là một tai nạn, và mình là con mình là nạn nhân, thì mình phải cần đòi hỏi công lý, và cái kẻ ác, những người làm sai phải chịu trách nhiệm và trả giá cho cái hành vi sai của họ. Chứ không có việc gì mà phải mình giấu nhẹm như vậy, là mình giống như là vô tình mình đã thông đồng, hoặc là mình để cho cái điều xấu và cái sự dữ đó nó nảy sinh và nó phát triển ở trong xã hội. Ngoài ra đó, thì làm những người ông bố bà mẹ có con, nhất là con gái, thì mình phải dạy con mình một số các cái phương pháp, những cái hiểu biết để phòng vệ cho chính bản thân em, nhất là con gái nhỏ. 3 tuổi, 5 tuổi là các em đã có hiểu biết rồi. Mình có thể, người mẹ có thể dạy con những cái phương pháp phòng vệ, như là không có được đến gần những người lạ. Ví dụ như người lạ mà những người đàn ông tiếp xúc vào những cái bộ phận nhạy cảm trên cơ thể con, thì con phải la lên, phải bỏ chạy, hoặc là gọi mẹ, hoặc là tìm kiếm những cái sự trợ giúp từ những người xung quanh. Có nghĩa là phải dạy con những cái kỹ năng phòng vệ.
Và ngoài ra nữa thì về mặt nhận thức, mình rất là thấy rằng có một thực tế là tất cả những cái em bé gái bị xâm hại tình dục không phải ở đâu xa mà từ chính những người thân yêu của mình, từ những cái nơi mà cha mẹ không ngờ nhất. Cho nên là mình có con gái nhỏ thì mình cũng hạn chế đem con mình đến gửi những cái nơi mà thực sự mình cũng không biết rõ là người ta sẽ làm cái gì trong cái việc mà giữ con trong lúc thời gian mình không có mặt. Cho nên là hạn chế tối đa cái việc mà đem gửi con hoặc là để con ở nhà một mình với người lạ. Và thưa quý vị, trong gia đình chúng ta thì tất cả các thành viên đều rất là quan trọng để có thể gắn kết với nhau. Và trong trường hợp nếu người con gái đã có những cái quá khứ đầy ám ảnh và lo lắng thì Thảo Ly thiết nghĩ không chỉ riêng mình người con gái ấy phải vượt qua, mà sự yêu thương, sự quan tâm của gia đình, của cha mẹ là rất quan trọng. Và Thảo Ly mong rằng với những ai đang có con mình thì hãy giáo dục con tốt hơn, quan tâm con tốt hơn để không có những chuyện đáng tiếc xảy ra. Và nếu như với những cô gái hiện tại đã có một quá khứ không được tốt đẹp, không được vui vẻ gì thì chúng ta hãy cố gắng lạc quan nhé. Chúng ta hãy mượn sức từ tình yêu của tất cả mọi người để chúng ta trưởng thành và lạc quan hơn nữa trong cuộc sống. Một lần nữa xin cảm ơn Thạc sĩ Nguyễn Thị Tâm ạ. Xin cảm ơn Thảo Ly và xin chào quý vị khán giả đang xem chương trình. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.